Giờ cứ mỗi chiều đến mấy giờ là giờ hả con? 4:10 cứ mỗi ngày đến 4:10 là tụi mình sẽ dò cùng nhau nha. Cũng như mình dò một cái kênh trực tuyến của gì khán giả. Bên này cái xương sẽ đọc số rồi cái gì khán giả sẽ dò. Được không? Rồi. Sáng nay chị Trang có mua vé số của bé Xương. Đúng rồi, chị giờ dò được đúng không? Được rồi đúng không? Có kết quả dò này không? Ồ. Rồi. Khoan. Rồi, đây là cái cộng vé số hồi sáng nay Trang mua của bé Sương nè quý vị khán giả. Tại vì sáng lúc mà Trang gặp bé Sương là 10-11 giờ rồi. Bé Sương mới bán là có 30 mấy tờ thôi. Mà sáng nay là Sương mua 70 tờ phải không bác? Sáng nay con mua 70 tờ. Thì đây là hồi sáng là bé Sương mới được 36 tờ. Chị Trang mua 34 tờ. Đúng không? Bây giờ thì mình sẽ gửi tặng cho mọi người ha. Đầu tiên là chị Trang tặng cho bé Sương 3 tờ.
Rồi, coi như là ba tờ lấy hơn nha. Bóc mỗi tờ 1 tỷ. Vừa bé Sương tặng bé Sương 3 tờ. Rồi, 1 2 3. Rồi, bé Sương khoan giò nha. Khoan giò nha. Bây giờ Trang sẽ chia sẻ hết những tờ vé số này. Trang sẽ gửi cho từng bạn của trong cửa hàng Trang để coi giò xem còn có trúng không nha. Đây, xin chào tất cả. Bữa là anh Khương vừa trúng phải không? Nhờ anh Khương là đã truyền động lực cho Trang. Đó, hôm nay là Trang đã mua 31 tờ vé số. Nhờ em ngồi gần anh Khương đó, bây giờ chị phải ngồi gần em. Đúng rồi, bây giờ mời Khương. Khương có bạn bóc 3 tờ vé số tự chọn để tặng Khương mỗi người 3 tờ. Lỡ mà trúng có phải trả lại không? Không, trúng là của Khương. Trúng là của Khương. Đó, nhà quý vị trả trúng là của Khương. Nếu mà Khương trúng á, trúng 3 tỷ. Trúng là được 3 tỷ, mỗi 2 tỷ. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng nha. Đó, Trang nhờ Trang cấp vốn. Vậy là hôm nay Trang cũng cấp vốn cho cả nhà đúng không? Hôm nay cần vô cơm cho cấp vốn cả nhà. Đây, mời bé Phương 3 tờ. Không chung luôn hả? 3 tờ nha. Khoan giò, khoan giò, khoan giò. Mình sẽ nhờ chuyên gia lấy cái số bé Phương giò mới được. Đây bé Hoa. Rồi, hôm nay cho bé Hoa 3 tờ. May mắn nha, chị Phương 2 tỷ em tỷ rưỡi đúng không? Sao vậy? Sao đếm số 7 nó đẹp? À, khách số 7 à, số 9. 7 là gì? Số 7 đẹp hết chị. 7 là tốt đó. Thôi thất bát. Rồi, đã sợ rồi ha. Rồi. Bây giờ mời ngoại đi. Xin lỗi, bây giờ con không biết con đưa. Dạ ngoại ơi, sáng nay con có mua 34 tờ vé số mà bây giờ là đã đến giờ giò rồi đó. Con chưa giò luôn nha, cái này con chưa giò rồi. Con gửi tặng ngoại 3 tờ vé số, lấy hơn. Có hai đài con á. Dạ, cái này hình như là hai đài của mà Bình Dương với lại Vĩnh Long. Dạ. Rồi, ngoại bình thường có chơi giá số không? Không. Không chơi luôn hả? Không chơi số. Dạ. Không chơi số đời số gì luôn. Nhưng ngoại có số đỏ không? Có số đỏ. Chứ gì có hay có nhưng mà có không may mắn là đâu. Vì có từng chút 200, 3 tờ là hết 600 ngàn rồi. Được ha. Dạ. Rồi còn phải khoan giò nha. Chứ nữa mình sẽ nhận cái xương giò của mình. Đúng không? Chúng là coi như là con sẽ dùng cái dùng nói lại. Rồi sao? Dạ. Rồi bây giờ là của con Giang về. Dạ. Sẽ nhờ đâu qua gia đình đây. Giang là sáng nay đã đồng hành cùng Trang trong lúc đi mua tủ với bé Sương. Rồi dạ là đi cộng đúng rồi cộng em vừa chọn 3 tờ giá số dạ, mỗi tờ là 2 tỷ nha dạ. Mỗi tờ 6 tỷ rồi nha, cảm ơn chị nha rồi ok đợi xíu nữa nha xíu nữa mình dạ. Sẽ chờ tặng mấy bạn bên tin này cho bạn bên tin móc 3 tờ luôn nè rồi cảm ơn cũng móc 3 tờ rồi rồi tờ nào rồi ok chưa như 4 tờ đó lấy lại tờ nha dạ. Rồi ok thắng đâu ta bây giờ sao? Cái hàng giờ với xương không? Dạ. Cái hàng này với xương nha. Em, tôi đây. Sao mình đã số hồi nãy chị có bao nhiêu số? Dạ.
giờ sao giờ xếp hàng giờ phải không hay sao? Giờ chị đọc số là em nói bây giờ vui gì nè. Nãy chị mua qua trên số sẽ có những người bất trùng với nhau. Là những người chờ đợi sẽ cùng nhau dòng số. Ví dụ như số đầu tiên chị đang có số mấy? Số 4 hả? Không, ý là 485065. Ừ. Tại vì chúng chị à. Chúng ở đâu đâu đâu? Là chúng số đuôi số 5 hả? Là chúng gì tiền? Nè, cái gì cái nhà? Ủa phải không, đúng không? Ủa là cứ đúng số 5 là được hả? Là sao, là sao? Chị chưa hiểu. À đúng 65. Wow, chị Trang đã có được 100 ngàn nè. À, là cứ 65 đuôi 65 là được 100 ngàn. Đuôi 65 được 100 ngàn. Trời ơi. Trước giờ chị chưa hề bao giờ chúng chúng mất thăm chúng thưởng. Trang chưa bao giờ chúng mất thăm chúng thưởng thật là gì luôn. Dạ, mấy tờ là sao má? Mấy tờ số giống vậy. Trong này con mấy tờ? Dạ mấy cái này con số khác nữa. Số khác vậy là có 1 tờ. Dạ. Nếu mà mấy tờ giống nhau thì được nhân lên. À vậy hả má? Số 65, 65 có ai không? Wow, bé Trang, đây nhưng dạ. Mà đài nào coi chúng đài nha. Dạ. Đài Bình Dương, đây. Giờ bữa anh Khương trúng rồi, bây giờ Trang đã trúng rồi, bây giờ nhà số 65. Trang LTP 100 ngàn. Đền. Rồi bây giờ tiếp tục, sao bé Sương? Còn những số khác thì sao? Làm sao để giờ? Đại khác có 73. Đây giờ chị giờ từng cái ha. 73. 73 Bình Dương hả? À. 72 không có, 72. Trời, có 72 nữa không nhỉ? Không có 73. Đây, có 72 nè. Không có 73. Thì không chung đúng không? Đâu cái rổ đựng vé số hủy của bé đâu, sáng mình mua đâu. Tâm lý lắm nha, mua là mua luôn cả cái giá số hủy luôn. Đó, đây là để ra đây nha. Rồi xin xích ra đây nè bé. Rồi 73. 73. Cũng có. Rồi, ở đây nha. Dạ. Rồi, ủa, hình như bỏ lộn rồi. Ủa, chết rồi, tự nhiên không có 2 tờ 73. 2 tờ 73 luôn. Con dò, con phải dò hết mấy số dưới này nữa nè. Lỡ ở dưới này có chúng nữa sao? Cái chúng đâu má? À, à đây con chờ 73 nè má. Không, cái tờ 65 hồi nãy đâu. Nãy chúng 65 nè má. Dạ đây nè, 65 nè má. Rồi, cái này là chúng ở trên này, còn ở dưới này mấy lô dưới này nữa. À là có khi nó lập ở dưới này là 65 nè má. Nhưng mà ở dưới này phải 3 con hoặc 4 con, 6 con gì nữa mới chúng. Ê, 180 sắp rồi. Cái số này 180 15 triệu luôn á những dạ. 15 triệu. 18065 mà Trang là 185065. Được 3 con nè. 3 con được tiền không ạ? Không. Phải 5 con mới được không ạ? 5 con mới được. Có số 8 có nữa nè mà lộn rồi. Cũng được 4 con. Chúng được 4 con. À nó chúng được 4 con. 4 con không đâu được tiền nữa đâu. Được mấy chục triệu, 1 30 triệu hoặc 10 triệu, 20 triệu gì đó. 15 triệu. 15 triệu. Ủa này đâu được đâu? Không nhưng được, mà chị đâu chúng 5 số mới được. Ồ, nè quý vị khán giả. Cái số 15 triệu đó quý vị khán giả là 18065, còn của Trang là 485065. Đây là số 065 là đúng rồi đó, ba số cuối đúng. Chật 2 con. Chật 2 con mất hết. 14.900, chúng còn có 100 ngàn. Mà thôi vui mà đúng không? Trời, cái này là giữ lại nha. Rồi. Còn cái số 73 của con là rớt rồi nè. Đây là con trúng 73 nè. Rồi con mở vô đây nè. Rồi bây giờ số 79 nha. À Vĩnh Long, đây Vĩnh Long. 79. Không có rồi, 79 con không có. Dạ rồi bỏ. Đây, tính ngoại. Ngoài có mời ngoại. Rồi ngoại giờ nha. Đây. Con mời ngoại. Dương 52 có. Cho ngoại nè. Chúng muốn không mấy đường. Trời ơi, chặt có 6 số rồi mà chúng lọc đắt rồi. Chặt có 6 số. Rồi cái này không đậu không mày để vô. 3 để mơ thì giống như con này. Con giống nó luôn. Đây ra luôn, Bình Dương má không đậu không? Đậu nha. Bình Đông 79. 8 79. Có luôn. Chặt rồi. Rồi. Má, dò cho thấm luôn. Của em giống má luôn á. Ba số giống luôn hả? Dạ, cho nên là em ba cái chứng từ đó luôn. Dạ. Trời ơi, trời. Chờ ngoài nhà má nhờ cho thấm nha. Rồi. Rồi giờ má nhờ cho thấm nha. Dạ, rồi con thấm hai con rồi. 53. 53. Không có luôn. Không có luôn. Không có luôn, có 93, không có 53. Rồi. Đây.
Dễ số của tôi đây. Rồi bây giờ là đến Phương nha. Phương chờ xa xuống. Đi được mấy cái chút. Đi được một cái chút. 100 ngàn. Đây. Dễ số giờ tận nơi đây ạ. Mời ông Phương tiếp tục. Phương chờ xa xuống là cố lên. Bí mật. Cố lên. Này Vĩnh Long. Ngày nào ta ngày này. Trời ơi chị ơi. Chị ơi Vĩnh Long. Chị ơi. 29 nè. Lá 69. Không có 49 nè. Đây ạ. Ủa này gì ạ? Ủa nó hết 3 tờ luôn. 3 tờ luôn. 3 tờ của con đều là 2979 luôn. Rớt hết không trúng luôn. Mèo luôn. Này. Rồi đây bé Hoa. Đây bé Hoa nhà 3 tờ. 8552. Sao giờ giờ nhanh quá vậy? 52 73. Rồi đứng tại để mà rồi đi hết luôn. Của bạn mới biết giờ chưa? Chưa. Còn một cái cuối cùng là chú bảo vệ đó mà. À bé Sương. Bé Sương chưa giờ đúng không? Bé nhớ suốt ngày đúng không? Chị nhìn chị giờ, chị không nhớ gì đâu. Sao nhớ này giờ mấy chị vậy? Người ta là chuyên nghiệp rồi. Đây, giờ cho bạn quay phim nha. Ảnh số này nãy giờ rồi. 73 là không trúng rồi, 52 không trúng rồi. Chúc mừng bạn quay phim. Chúc mừng bạn quay phim lẻ luôn, bây giờ là giờ lẻ luôn. Còn mọi người biết thắng luôn mọi người. Ồ, thắng rồi ta. Thắng rồi. Có hình như chị thắng không? Dạ, có, má giờ cho chị thắng rồi. Trời ơi. Má đây không rồi, không rồi. Má rồi, nó sẽ thành nó bắt đầu. Đây không rồi, má trước. Đây, mày báo nước. Thế chưa có nước chưa? Cảm ơn nha. Vé của chú đâu? Vé của chú đâu? Mời bé Phương nè. Vé số của chú đâu? Quên rồi. Ủa vậy hả? Ủa chú giờ luôn rồi hả? Vé số này. Vé số này. Cửa hàng sầu riêng Vương Dừa từ lúc 8 giờ sáng cho đến khoảng 6-7 giờ chiều.